cho các bạn nghe về câu chuyện một cô bé có ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ và hoa mai trắng mùa đông. Có một cô bé lanh lợi, em cũng có ước mơ như bao đứa trẻ khác. Em muốn được trở thành nhà du hành vũ trụ để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng với người lớn, đó là điều khó trở thành hiện thực. Vì vậy, họ khuyên em nên có những ước mơ thực tế hơn như làm luật sư, giáo viên, bác sĩ, doanh nhân hoặc làm các nghề phổ biến khác trong xã hội. Trước những lời khuyên của cha mẹ, ông bà, em cảm thấy rất bối rối. Vào những ngày cuối đông giáp Tết, cô bé có dịp theo bố mẹ về quê ở vùng miền núi phía Bắc. Lúc này, em rất háo hức ngắm nhìn núi non trùng điệp, ngắm nhìn những loài hoa đua nhau khoe sắc trong tiết trời lạnh đông giá rét. Điều em thích nhất là thưởng thức vẻ đẹp của cánh rừng hoa mai trắng. Em cảm nhận ở bông mai trắng có sự nhẹ nhàng, tinh khiết, đem đến cảm giác bình an, tự tại, nhưng đồng thời cũng chứa đựng một sức mạnh bền bỉ, mãnh liệt. Đặc biệt, em càng yêu thích rừng mai hơn khi nghe bà nói. Mai trắng còn được gọi là nhất chi mai, là loài hoa đẹp nhất trong thập đại danh hoa. Hoa mai trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, cao quý và phát triển không ngừng. Khi em đến, rừng mai bắt đầu lúc búp nở hoa. Em mong chờ giây phút được ngắm nhìn cả rừng mai nở rộ, trắng tinh dưới sườn đồi. Nhưng điều mong chờ của em đã không được thỏa mãn. Vào một buổi sáng, rừng mai bỗng sơ sát, nhiều cây bị bật gốc, chỉ còn vài cây mai khẳng khiu không nhành lá, cũng không có cánh hoa nào. Thì ra, trận gió bão chưa từng có trong đêm qua đã càn quét cả rừng hoa chuẩn bị nở và để lại một cảnh tượng hoang vu. Niềm háo hức mong chờ lại hóa nỗi buồn, em đã tiếc nuối suốt những tuần sau đó. Rồi cũng đến cuối đợt nghỉ Tết, cũng đến lúc em chuẩn bị cùng bố mẹ trở về thành phố. Buổi sáng thức giấc, em chạy ra cánh rừng hoa mai để chào tạm biệt. Bất ngờ thay, em bỗng thấy một bông mai trắng bật nở đẹp đẽ, rực rỡ trên cành khô khẳng khiu. Bông hoa như lời thách thức kiên cường với gió bão mưa giông. Nhìn thấy sức sống mạnh mẽ dâng trào ở bông mai, em chợt hiểu rằng không điều gì là không thể. Chỉ cần có một niềm tin đủ lớn, một khát khao đủ mạnh, một đam mê đủ cháy và một ý chí mãnh liệt, chúng ta nhất định sẽ thực hiện được những điều mình khao khát. Không còn lo lắng và bối rối trước đây, em quay trở về thành phố với ước mơ sẽ có ngày đặt chân thám hiểm lên các vùng đất mới trên các vì tinh tú xa tít tắp trong vũ trụ bao la mà em hằng mong ước. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, có 70.209 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Có thể thấy, kinh doanh chưa bao giờ là con đường dễ dàng và bằng phẳng, đặc biệt là sau ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Để thành công và đứng vững trên thương trường, những doanh nhân đã phải nằm gai nếm mật, trải qua biết bao thăng trầm sóng gió. Kinh doanh đã khó, phụ nữ làm kinh doanh lại càng thách thức hơn nhiều khi phải chu toàn cả vai trò của một người vợ, người mẹ, đó là chăm lo cơm nước, nuôi dạy con cái và kết nối các thành viên trong gia đình. Chị Phan Thị Tuyết Mai được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt với nickname Miss Moriga, người sáng lập thương hiệu Mori, quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Chị Mai còn là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tài Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại TM với hơn 30 năm kinh doanh nông hải sản. Vốn là một kỹ sư hóa thực phẩm, với tinh thần khám phá, nghiên cứu của một nhà khoa học, chị Mai luôn tìm cách để nâng cao giá trị các sản phẩm của Việt Nam. Năm 2008, chị thực hiện đề án nghiên cứu về cá tra sạch giàu omega 3 để phát triển loại thủy sản đầy tiềm năng và giá trị dinh dưỡng này. Chị muốn thay đổi suy nghĩ, khẳng định nâng cao thương hiệu cá tra nói riêng và ngành thủy sản Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Năm 2009, với những thành công về nghiên cứu cá tra sạch giàu omega 3, doanh nhân Tuyết Mai đã vinh dự nhận giải thưởng sao vàng quốc tế lần thứ 23 tại hội nghị chất lượng quốc tế ở Paris, thủ đô của Pháp. Thành công nối tiếp thành công, năm 2011, chị Tuyết Mai bén duyên với cây Moringa, tên tiếng Việt là cây trùng ngây, và được mệnh danh là Miss Moringa, khi không những giúp người dân Việt Nam tiêu thụ loại cây này mà còn thành công đem sản phẩm từ trùng ngây ra thị trường quốc tế. Nhớ lại năm ấy, khi có đợt đi thiện nguyện xây nhà tình nghĩa cho bà con ở vùng Đắk Lây thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, chị đã thấy người dân tộc nghèo thường dùng cây trùng ngây để nấu ăn hàng ngày. Chị Mai chia sẻ, trong triết lý nhà Phật, Moringa còn được gọi là cây độ sinh vì việc trồng đơn giản và khả năng chữa bệnh của nó. Biết cây này tốt, chúng tôi trồng để ăn và bán lá.
cũng chia sẻ với mọi người cách trồng và cách sử dụng. Nhưng một lần có người hỏi, tôi trồng cây này, mai mốt cô có quay lại mua hay không? Rồi có sư thầy hỏi, có cách nào để ai cũng có thể ăn loại thực phẩm này không? Tôi hiểu rằng duyên nghiệp của tôi với Moringa chỉ mới bắt đầu. Năm 2012, vượt qua 100 đề án ứng dụng phát triển các sản phẩm thương mại hóa từ cây Moringa của chị Mai đoạt giải đặc biệt nữ doanh nhân Mekong do Ngân hàng Thế giới WB tổ chức. Tiếp tục theo đuổi đam mê và tình yêu dành cho cây trồng ngay, chị Mai đưa hạt giống và kỹ thuật trồng Moringa miễn phí đến người nông dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh miền Trung như là Phan Thiết, Ninh Thuận, rồi 10 tỉnh dọc sông Hồng và đưa cả hạt giống ra đảo Trường Sa. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại TM của chị đã có hàng loạt các sản phẩm về trồng ngay, bao gồm 8 loại trà Moringa, mì gói, cháo, phở bò, hạt điều, bánh, cà phê Moringa, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều nơi trên thế giới. Năm 2018, sau 8 năm chinh phục và theo đuổi cây trồng ngay, chị xuất bản cuốn sách có tên Cooking with Madame Tuyết, chia sẻ về dinh dưỡng với các món ăn ngon của cây trồng ngay. Vào tháng 6 năm 2020, cuốn sách xuất hiện trên Kindle Store của trang bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon. Đây là cuốn sách viết tay bằng tiếng Anh đầu tiên được bán trên trang mạng này. Và chị Mai cũng trở thành một trong hai nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên đưa sách lên Kindle Store. Cúp bông hồng vàng là giải thưởng tôn vinh phụ nữ Việt Nam nói chung, doanh nhân nữ Việt Nam nói riêng đã có những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, có phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chị Phan Thị Tuyết Mai tự hào khi liên tiếp 4 lần nhận cúp bông hồng vàng của top 100 nữ doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam. Ngoài ra, chị Mai từng là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, cố vấn của Hội Doanh nhân Sài Gòn và hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Harvest. Trên thương trường là một nàng thiên nga xinh đẹp, thành công xuất chúng. Ở gia đình, chị Tuyết Mai là một người phụ nữ xây tổ ấm, đầy tính nghệ thuật và giàu lòng yêu thương. Phần lớn thời gian của chị dành cho công việc nên gia đình là nơi giúp chị cân bằng lại cuộc sống, nuôi dưỡng cảm xúc và nguồn năng lượng tích cực. Sau công việc, ưu tiên hàng đầu của chị dành thời gian đồng hành, chia sẻ, làm bạn cùng con trên hành trình trưởng thành và chăm sóc ba mẹ. Chị chia sẻ, nếu xem cơm nước cho gia đình là trách nhiệm, nghĩa vụ thì bạn sẽ thấy rất nặng nề. Nhưng nếu xem bếp núc là một trong những cách để gắn kết thành viên trong gia đình thì bạn sẽ có được niềm vui. Không chỉ là người mẹ chu toàn bếp núc cho tổ ấm nhỏ, chị Mai còn là người mẹ với tấm lòng bao la khi phụ trách chăm sóc dinh dưỡng cho thí sinh Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018 lúc cuộc thi thực hiện ghi hình tại Hội An, Quảng Nam. Bên cạnh đó, chị còn thực hiện rất nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn để tạo dựng, đóng góp giá trị cho cộng đồng. Có câu nói, phụ nữ như một gói trà, bạn sẽ không biết trà ngon lành đến mức nào cho đến khi được cho vào nước nóng. Không phải là người may mắn được sinh ra ở vạch đích, khởi đầu từ khó khăn, chinh phục sóng gió, thất bại và học từ thất bại. Hành trình hơn 30 năm hết mình với sự nghiệp kinh doanh và hết lòng với cuộc đời của chị Phan Thị Tuyết Mai là bài học giá trị, là tấm gương sáng chói, rực rỡ và đẹp đẽ để truyền cảm hứng và động lực mạnh mẽ bất tận cho giới trẻ, dám mơ ước, dám theo đuổi đam mê. Xin chào quý khán giả của chương trình Thiên Nga Vượt Sóng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chia sẻ với một quý khách mời rất là đặc biệt trong một câu chuyện về cuộc đời của một Thiên Nga kiên cường, vững mạnh và luôn luôn hướng về phía trước để chúng ta học hỏi và được truyền niềm cảm hứng đâu đó. Thì anh xin trân trọng giới thiệu chị Phan Thị Tuyết Mai. Chị hiện là CEO của công ty Thủy sản Tài nguyên và công ty TMTM. Chị cũng đồng thời là chủ thương hiệu Mori và là Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh Harvest. Có lẽ là tạm ngừng thế thôi chứ những chức danh liên quan đến chị thì còn rất là nhiều, bởi vì chị cũng tham gia trong rất là nhiều các hiệp hội, rất là nhiều các cộng đồng doanh nhân. Và Thủy Anh cũng rất cảm ơn hôm nay chị đã dành thời gian đến để chia sẻ với khán giả của chương trình Thiên Nga Vượt Sóng. Cảm ơn Thủy Anh. Xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang xem đài trong cái chương trình Thiên Nga Vượt Sóng. Chị Tuyết Mai ơi, trong cái chặng đường mà kinh doanh của chị á, có lẽ là cũng đã có rất nhiều khó khăn thăng trầm và chị cũng đã vượt lên, đã bứt phá từ đó.
thì chị có thể chia sẻ đâu đó những câu chuyện mà chị cảm thấy ấn tượng, chị cảm thấy rất là thú vị trong cái chặng đường đã qua được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Thùy Anh. Còn một cái câu hỏi rất là thú vị. Thực ra là từ lúc mà mình bắt đầu tốt nghiệp đại học cho đến ra đời kinh doanh thì tính đến nay cũng được 32 năm tham gia vào trong cái thương trường. Và với 32 năm đó mình đã gắn bó với cái ngành thủy hải sản, nông sản, những cái bước đi thăng trầm của ngành mình cũng đã được chứng kiến. Và với 32 năm đó mình cũng đã có rất nhiều những cái khó khăn trên cái bước đường kinh doanh của mình. Và mình nghĩ là câu chuyện mà Thùy Anh đang nói đến ngày hôm nay mình cũng rất là tâm đắc, chia sẻ những cái khó khăn, những cái điểm mốc, một vài cái điểm son mà mình đã từng gặp gỡ những gương mặt, những con người ở nhiều đất nước khác nhau. Mình đã từng chạm trán với những cái bước đường mình đi trong kinh doanh cũng như là giao thương khi mà đưa những cái hàng hóa sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài. Thì phải nói là có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà có lẽ là cái câu chuyện mà mình thường hay chia sẻ và nhắc nhở với các bạn trẻ là cái câu chuyện đầu tiên về vấn đề tài chính. Thực ra trong cái ngành hàng xuất khẩu đó, không riêng gì một cái vấn đề, mà vấn đề về tài chính, về logistics, về vấn đề hàng hóa, về vấn đề chất lượng, nó rất là nhiều mặt. Thì có một cái câu chuyện là cái năm mà từ khoảng cái khung thời gian từ 2007 cho đến 2010 đó, cái khoảng thời gian đó thì nếu như mọi người có thể nhớ lại, đó là cái khoảng thời gian mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu đi xuống. Thì công ty của Tài Nguyên thì cũng có khoảng 17 container. Có container thì đã vào kho, có container đang nằm ở cảng Sarsin, có những container đang trên đường tới. Thì mình có một cái khách hàng Ba Lan cũng rất là thân rất là nhiều năm, cho nên là mình mới quyết định là bán hàng theo cái thanh toán là DB, Cash Against Document, tức là mình gửi cái bộ chứng từ đến ngân hàng. Và khi mà người ta nhận cái bộ đến thanh toán ở ngân hàng xong, người ta nhận bộ chứng từ và người ta sẽ giải phóng container, người ta đem về kho. Thì vào một ngày đẹp trời, là lúc đó là khoảng 3 giờ chiều, thì ở bên Ba Lan gọi điện qua, ông tổng giám đốc gọi điện qua, ông nói là bây giờ là cái cá tra, cá ba sa của hồi đó mình xuất thì cá tra đó, là nó bị loại 1 xuống loại 2 hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, mình nói ồ sao kỳ vậy ta, mình cứ suy nghĩ vậy. Nhưng mà cũng rất là may mắn là mình có được một cái visa Schengen ra vô nhiều lần á, do một cái công ty bên Đức họ bảo lãnh hàng năm cho mình. Thì ngay lập tức là mua liền một cái vé máy bay, tối hôm đó là xách một mình một cái vali là bay sang Berlin. Ngay tối hôm đó thì khi đến Berlin á, là khoảng 4 giờ chiều. Thì bên Ba Lan khách hàng thì cử hai người tay cao to dạm dỡ sang tới sân bay của mà Berlin. Chị cô gái Việt Nam bé nhỏ. Chính xác. Mình là một người phụ nữ với một cái xách tay đi cùng với hai cái người tay rất là giảm dở đi xuyên rừng ban đêm. Chị. Phải nói là mình cũng rất là hồi hộp. Thì sáng ngày hôm sau á, là mình đến công ty làm việc và họ đưa mình xuống kho. Cái thời đó đó, thủy sản khi mình không có một cái đơn vị đo lường chính xác nào giữa cái màu sắc, giữa cái màu trắng và màu pin nhẹ của cái thịt cá. Cho nên là cái này nó thuộc về là cảm quan, nó không còn thuộc về cân đông đo đếm nữa. Cảm nhận mắt nhìn thôi. Rồi, sai cỡ cũng đúng, trọng lượng cũng đúng, chỉ có cái cảm nhận mắt nhìn thôi. Thì mình hiểu vấn đề, mình hiểu vấn đề đây không phải là vấn đề chất lượng, mà đây là một cái bài toán về vấn đề khủng hoảng kinh tế, nó ảnh hưởng. Thì sau đó thì họ dẫn mình ra ngoài cảng Sicilian để nhìn thấy những cái container mình. Trời, mình ra mình nhìn thấy nó nằm la liệt container ở ngoài đó mà không được bốc dỡ vào trong kho. Điều đó chứng tỏ rằng là không có tiền để mà đưa vào thanh toán cho ngân hàng. Thì cũng may mắn là cái ông chủ tịch của cái tập đoàn đó thì ông là một giáo sư. Và ông cũng hàng tuần đó thì ông cũng có đi chia sẻ cho các sinh viên khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ để mà về cái kinh nghiệm trong cái kinh doanh. Thì mình mới nói á, mình ngồi xuống mình đánh bài ngửa, đây là một dán bài lật ngửa. Mình cũng không nói là về phía khách hàng, mình chỉ nói rằng là
thật ra tôi là một cái người phụ nữ kinh doanh, ông biết rồi đó, chỉ cần mà rất là thiện chí hợp tác, một cú điện thoại tôi đã bay từ Việt Nam sang thành CCC ngay lập tức để giải quyết vấn đề. Thì khi mà tôi tới kho thì tôi thấy trọng lượng cũng đủ rồi, nói chung là size cỡ cũng đúng, cũng không có cái gì để mà phàn nàn. Chỉ riêng về vấn đề giữa loại 1 và loại 2 nó là cảm quan. Tôi là mặc cái áo này, ông nhìn thấy nó màu trắng, nhưng mà tôi nhìn thấy nó màu trắng nhưng mà ông thấy nó ngà ngà, thì nó rất là khó. Thực tế ông có thể cho tôi biết rằng là khách hàng của ông có khả năng thanh toán được bao nhiêu container, chứ mình cũng không nói là công ty. Thì ông mới nói là 20 container. Thì mình ngồi nhẩm nhẩm, ở Việt Nam á, là tổng số là đưa đi sang bên đó thời điểm đó khoảng 50 container cho công ty này. Thì như vậy là mình khoảng 17 công, như vậy là nằm trong con số mà tầm ngắm là phải để giải quyết. Thì mình nói ok, để tính toán cái thiệt hại đó thì mình nói tôi sẽ đồng sẵn sàng chia sẻ, mà giá cá ra lúc đó ra phi lê lúc đó thì nói chung là thị trường nó nằm ở cái tầm khoảng là khoảng $3, $3.6 cỡ đó là trở lại. Thì mình nói tôi sẵn sàng giảm giá cho ông 30 cent, giải quyết hết 17 container này, trả tiền thanh toán ngay lập tức để mà giải phóng các cái container hàng. Thì hay quá chị. Mình tính toán như thế này, nếu như tại vì tiền mà tiền tàu á là từ Việt Nam sang châu Âu á, Ba Lan là hết $5,000 từ nếu mà mình nhận hết cái lô hàng này trở về á, là cộng thêm $5,000 là 10,000, rồi về tới Việt Nam là phải tạm khai hải quan là tạm nhập và phải đóng thuế thêm 10% nữa, rồi đem vô kho, rồi thay bao bì, rồi chưa biết bán ai trong thời điểm khủng hoảng như vậy. Thì rõ ràng là cái thiệt hại nó còn nhiều hơn nữa. Mà mặt khác đây không phải lỗi từ mình, mình phát hiện đó rất là vấn đề về khách quan, mà họ không thể có khả năng thanh toán nhiều hơn tài chính của họ. Thì trong mọi cái rủi ro nó đến với mình thì mình phải chọn cái rủi ro thấp nhất. Đó là cái bài học mà mình nghĩ rằng là sau này á, các bạn trẻ mình cũng rất là muốn chia sẻ. Từ đó về sau, cho dù rằng là cái quan hệ đó như thế nào á, nhưng mà mình phải rất là cân nhắc khi mà chấp nhận thanh toán ở cái dạng là cash against document, tức là thanh toán sau khi mà đưa tiền vô ngân hàng rồi lấy bộ chứng từ ra. Và nên giải quyết với những cái thị trường như vậy thì là LCSI là tốt nhất. Nhanh quá. Như vậy là cái bài học về sự nhanh nhẹn cũng như là sự linh hoạt và tính toán tài quản chính rủi ro để mà có thể phản ứng được với cái tình huống đấy. Bởi vì thực sự thì em cũng thấy là trong các tổ chức hiện nay, cái mà làm nên cái năng lực của tổ chức nó chính là cái sự phản ứng nhanh nhẹn, cái sự phản hồi rất là nhanh chóng với nhu cầu của thị trường. Và cái điều này là đã có được, thành ra là rất là tuyệt vời khi mà vượt qua được cái nói chung là trong quản trị rủi ro thì mình sẽ biết nó có rủi ro, mình phải chọn cái rủi ro thấp nhất. Thì rõ ràng mình mất đi một khoảng $126,000 cho 17 container đó, nhưng nó vẫn còn rẻ hơn là mình sẽ mất một cái số tiền vài trăm ngàn đô sắp tới mà mình chưa biết tương lai của những cái container này nó sẽ đi về đâu. Dạ, nó là một cái sự rất là thông minh trong kinh doanh, tính toán rất là mau lẹ, đúng không chị? Thì nói chung nó cũng có rất là nhiều cái thăng trầm. Thì mỗi một đất nước khi mình đến mình sẽ gặp một cái khó khăn. Có một lần vào khoảng thời gian là 2006, khoảng thời gian đó thì mình nhớ không, lúc đó là có thống đốc của bang Mississippi về Việt Nam, và trong cái phái đoàn đi thì cũng có các cái tập đoàn tương đối lớn để về liên kết với các doanh nhân. Thì mình cũng được bên phía lãnh sự là sắp xếp để cho một cái đoàn đến thăm công ty và bàn bạc nói chuyện để hợp tác. Thì cái rất là vui là cái người chủ tịch của một cái công ty mà ở tại Idaho đó là cũng là chủ tịch của một cái hội phụ nữ ở bên đó. Và bà là đang có những cái nhà máy chế biến về củ hành để mà nhúng chuy rồi này, các loại đó. Thì hai bên là có những cái thương thảo hợp tác, cho nên là bà đã cũng kết hợp với bên Bộ Nông nghiệp của Mississippi và mời mình với tư cách là công ty mời qua để mà làm việc. Thì đây cũng là một bài học. Khi mà nhân viên của mình thì thật ra nó cũng không rành cái địa bàn của Mỹ. Thì khi mà mình đi như vậy đó là bạn đã bút lộn cái chuyến bay. Tức là mình về tới San Francisco và từ San Francisco mình đinh ninh là mình chuyển hành lý thì cũng đến nơi đúng giờ. Thì
khi mà mình đáp tới cái sân bay Idaho rồi thì mình mới biết là hành lý của mình bị đi lạc. Rồi mình cũng lạc luôn sân bay luôn. Cái vùng đó là chuyên là tuyết, tuyết khủng khiếp lắm, tuyết phủ mà tuyết rất là dày. Thì mình hỏi là cái cổ nói ở đây chỉ có xe tự lái thôi. Thì không biết làm sao mà để lái nữa. Không biết làm sao để lái nữa thì cuối cùng là hãng máy bay mới phát cho mình một cái túi đồ mà cái áo coi như là size tới XL luôn đó, nhà để đánh răng tạm thời này nọ kia, và mình book cái vé để từ sân bay này qua sân bay center và phải confirm với bà chủ tịch đó là bây giờ tôi không thể đến được vì tôi vừa lạc hành lý mà tôi vừa lạc chuyến bay nữa, bị nhầm lẫn. May là ở dưới mình cũng có một cái đôi giày bó thấp và một cái áo khoác nhẹ thôi, găng tay cũng không có luôn, thọt hai cái tay vào trong túi áo và xách cái laptop đi. Tại vì hành lý thì nó đã đi lạc rồi. Thế là cuối cùng là mình mới bước ra đường. Mà tới khi mình bước ra đường mình cứ đi hoài đi mãi mà không trong tuyết mà hoàn toàn là không hề thấy một cái post office ở đâu cả. Thì trời nó cứ tối dần. Mà mình nói lúc đó cái người mình nó bị đông cứng lại luôn rồi. Và mình không chịu nổi nữa. Thì mình nói nếu mà mình bước tới mình cũng chết. Mà mình lùi trở về mình cũng chết. Phải nói là mình nói trời không lẽ mình bỏ mạng ở nơi này. Thế thì cũng may mắn là có một ở đằng xa nó lóe lên một cái ánh đèn của một cái chiếc xe đó. Mình cũng không cần biết nữa. Lúc đó là mọi cái gì, ý chí, mọi cái gì đó mình phải sống. Thế là lao ra. Em thấy nổi hết ra cả. Lao ra chặn đầu xe lại và xin có gian. Thì ông mới trở về post office và bắt đầu mình mới tra cứu cái hotel gần nhất. Và mình gọi người ta đến pick up mình về hotel. Thì bà chủ tịch bà thấy vậy cho nên là bà rất là xúc động. Bà mới ra tận phi trường đón mình về. Và về tới nơi là thật sự là quần áo đã ướt sũng rồi. Mình không có đồ để thay nữa. Mà người thì nhỏ con mà cái xứ Idaho thì toàn là cái người Mỹ. Cho nên đó, muốn đi tìm một cái bộ đồ đàng hoàng để đi làm việc cô có. Và đi vô trong cái shop mà của trẻ em, đồ trẻ em để lôi ra được một bộ đồ để mặc đỡ. Vậy. Trong cái cuộc hẹn đó thì mình có hẹn để làm việc với Bộ Nông nghiệp. Mình mới nói rằng là dù muốn dù không thì tôi cũng là một đại diện cho một doanh nhân để đi làm việc ở nơi này Việt Nam. Tôi không thể xuất hiện trong một cái bộ đồ không có đàng hoàng như vậy. Thôi thì tốt nhất là mình có thể lùi được không? Lùi cái lịch làm việc được không? Sáng sớm hôm sau là đã có được vali về tới khách sạn để đi làm. Thì qua cái câu chuyện này mình thấy rằng là nó vượt qua bão tuyết để mà đi làm việc độc lập như vậy đó. Thì nó cho mình những cái mà xử trí những cái tình huống mình muốn chia sẻ để cho các bạn trẻ lưu ý trong cái quá trình mình đi đó, khi mà mình check in hay mình làm bất kỳ một cái gì đó, là mình phải chuẩn bị trước là đường bay rồi hotel rồi những cái lịch đó cho nó đúng và phải có cái sự kiểm tra. Thì nói chung là những cái năm đó là cũng là những cái năm mà mình nghĩ là chắc là rất là ít phụ nữ có cái một cái đi làm việc mà ngoại giao theo cái buôn bán mà một mình độc lập giống như mình. Thực sự em cũng rất là bất ngờ, quen biết chị bao nhiêu năm hôm nay được nghe cái câu chuyện này rất là ngưỡng mộ. Mà cái lúc đó cái cảm xúc của chị là như thế nào? Mình quyết tâm hay là mình cảm thấy lo sợ hay là mình cảm thấy cô đơn hay là như thế nào chị? Nó thật sự thì lúc đó mình chỉ nghĩ về con mình, về gia đình trước cái đã. Mình ở đây mình rồi nhân viên những cái người thân của mình trước cái đã. Nếu mà mình không vượt qua được cái này đó, mà mình bỏ thân mình ở cái xứ tuyết như thế này thì như thế nào, thì cái ý chí đó nó thôi thúc mình bằng mọi giá mình phải sống. Có lẽ là cái bài học của ý chí rất mạnh mẽ, của cái niềm tin nó vượt lên, đúng không chị? Chứ còn mình quá là nhỏ bé trong một cái xứ hoang mạc tuyết mà trời tối như vậy, thật là kinh khủng. Thì nói chung là mỗi một cái câu chuyện đó, thất bại của mình thì nó đều là một cái bài học cho sau này. Để đừng có, thứ nhất là mình không có thể lặp lại được rồi đó. Cái thứ hai nữa là các bạn trẻ cũng chưa từng có những cái kinh nghiệm như vậy. Thì khi được chia sẻ thì chắc chắn họ sẽ tránh đi những cái bước vấp ngã của mình. Dạ, nhưng mà thực sự là ngưỡng mộ về cái tinh thần, giống như là một người chiến sĩ á chị. Còn cũng có những cái khó khăn khi mà đối với những cái doanh nghiệp mà startup. Thì mình muốn kể một cái câu chuyện về startup. Tức là những ngày đầu tiên mà mình thành lập công ty đó, thì mình có một cái người khách hàng ở Nhật Bản. Và thật sự mà nói đây là một cái người khách hàng, một người anh, một người bạn, một người rất thân. Và ông đã qua đời vào lúc với một cái khoảng 55 tuổi là ông đã phải qua đời sớm. Nhưng mà để dẫn dắt mình vào trong cái nghề đó
thì mình rất là mang ơn cái người này. Khi mà làm ăn với người Nhật Bản, họ có một cái triết lý kinh doanh rất là rõ ràng, và họ rất là sẵn sàng hỗ trợ bạn nếu như họ tìm thấy một cái sự đồng cảm trong cái việc mà làm ăn. Thì họ bỏ hết công sức để mà giúp mình trong cái thời gian đầu. Cái container đầu tiên mà mình xuất đi cho Nhật Bản á, là mình làm về cái con bạch tuộc á, đông lạnh. Là khi mà hàng qua tới bển đó, mà thời điểm đó, đó là cái thời điểm của những năm 2000 á, qua tới bên hàng ở bên đây mình đông lạnh đó, thì mình thấy nó rất là trắng, mình xếp hoa, bạch tuộc xếp hoa rất là trắng. Nhưng mà khi mà qua tới bên kia được nhận một cái phát thông báo rằng là điện thoại là hàng bị đỏ rồi. Nữa chị. Nguyên một cái container hàng bị đỏ, mà cái công đầu tiên mà lúc đó vốn liếng thì đâu có bao nhiêu. Một container dồn hết cả vào. Container đầu tiên nó có khoảng 25-26 ngàn đô thôi. Rồi mình ngồi mình cứ suy nghĩ hoài. Mình nói, nhưng mà mình nghe nói là người Nhật á, khi mà họ làm ăn á, thì họ cũng rất là uy tín, rõ ràng. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đánh một cái bài liều. Tức là mình hỏi là bây giờ sẽ kiểm tra coi cái nhiệt độ lạnh của cái container có vấn đề hay không, cái hộp đen nó có vấn đề hay không. Thì các bạn biết đó, trong tất cả những cái build up plating nó phía sau á, đều có những cái điều khoản ràng buộc khi mà mình bỏ cái hàng xuống tàu và quy về trách nhiệm cho ai. Thì thật sự đa phần á, là đối với hàng tàu, cái vấn đề quy trách nhiệm cũng là một vấn đề rất là nhức đầu. Thì kiểm tra hộp đen thì nó vẫn là báo rằng là cái nhiệt độ container nó vẫn là -18 đến -20 đó, thành ra cũng không có vấn đề. Thì lúc đó mình quyết định là mình sẽ bay đi Nhật Bản. Chắc chắn là lập tức. Mình sẽ đưa thêm là quản lý kỹ thuật đi, rồi phó giám đốc đi cùng, ba người đi. Mà với ba người đi, chi phí Nhật Bản lúc đó đó, là nếu mà mình suy nghĩ mình tính tới tính lui, vừa tiền khách sạn vừa ăn uống cũng hết hơn 10.000 đi. Rồi chưa nói là cái chuyện mà mình, nếu mà thật sự nó như vậy, mình phải đền nó là bao nhiêu nữa. Nhưng mà nếu như mình ở nhà đó thì mình không có nhìn thấy được rõ ràng. Tại vì cái thời hồi đó đâu có phải là vi tính bây giờ truyền cái mạng thông tin là mình cho nó rõ. Nhìn cái hình nó cũng không rõ. Quyết định lên đường. Lần đầu tiên sang Nhật Bản là để nghe người ta kiện mình á, thì mình thấy từ trên xuống dưới, từ giám đốc cho tới nhân viên tới mọi người cúi chào xuống, là cúi rộp xuống chào mình. Rồi mình ngạc nhiên lắm về cái văn hóa của Nhật Bản. Thì khi mà đưa vào kho, mở cái hàng hóa ra thì thấy một bên bên đỏ, một bên trắng, rõ ràng là hàng bị đỏ. Mình suy nghĩ và mình điện về bên Việt Nam và cho kiểm tra lại cái thời điểm mà mình đưa cái lốc hàng đó vào trong cái tủ đông để đông. Thì có phát hiện ra một cái ca, ngay lập tức là phát hiện liền, tại vì thì mình có theo dõi sơ đồ sản xuất. Là có một cái ca ban đêm đó, là các em thay vì hồi xưa là tủ đông là đông lốc, là phải chạy lạnh cái tủ đông trước khi mà đưa từng cái lốc hàng vô, thì các em là đưa hàng vô xong rồi đóng cửa tủ lại là chạy. Thì dĩ nhiên cái phần nào cái mặt tiếp xúc đó, ít đó, với cái lắc thì là nó sẽ bị đỏ. Tức là mình hiểu được nguyên nhân, mình hiểu được nguyên nhân, mình hiểu được vấn đề. Thế là mình quay qua, việc đầu tiên nhất mà mình, đó là mình xin lỗi. Mình quay qua mình xin lỗi, với lại là ông tổng giám đốc và cùng với những người kỹ thuật. Mình công nhận rằng cái lỗi đó là từ phía nhà sản xuất của mình. Thì mình chấp nhận đền, đó như mỗi người cưa một nửa. Tức là nếu như mình ở Việt Nam thì mình sẽ đền một nửa là khoảng 12.500 đô. Không cần phải tốn thêm tiền ở Nhật Bản, nhưng mình cộng thêm cái tiền chi phí nữa là coi như mình mất hết nguyên cái tiền container. Nhưng đổi lại là một bài học gì? Một bài học rất lớn cho tới giờ này. Cho tới giờ này mình vẫn là bạn hàng của người Nhật Bản. Là một. Cái thứ hai nữa là người Nhật Bản khi mà họ nhìn thấy mình thật sự là có cái lời xin lỗi, và mình thật sự là biết tìm ra cái lỗi nó nằm ở chỗ nào. Thì người ta, cái quan trọng nhất là khi mình mắc lỗi, mình phải biết cái lỗi nó nằm ở chỗ nào để mình sửa, mình khắc phục. Cái trong sản xuất cái điều đó rất là quan trọng. Ai cũng có thể có lỗi hết. Nhưng mà mình phải biết xin lỗi và phải tìm cách khắc phục. Thì họ rất là vui mừng với cái điều đó. Và cái ông mà tổng giám đốc, ông nói vui, ông bảo rằng là trời ơi, tôi biết mà là cái người mà chủ của cái container này là phụ nữ, tại vì cái khách hàng của mình lại bán qua tay cho một cái nhà máy để họ làm đó. Là tôi sẽ làm visa mời ở đây luôn cả năm. Ông rất là vui theo cái câu nói đó. Nhưng mà sau đó là bạn thân thiết luôn. Sau đó thì mình là được bạn thân thiết. Và một cái bài mà
có những cái món hàng mà ông không có xài, ông không sử dụng, thí dụ như là ông mua bạch tuộc nhưng mà ông không mua cá, ông không mua tôm, thì ông lại giới thiệu mình cho những cái người bạn của ông ở Kobe rồi ở Fukuoka, mỗi người mua một món khác. Cái này rất là quan trọng. Cho nên mình ở đây mình nói, muốn nói với các bạn trẻ startup, khi chúng ta làm việc với người Nhật Bản, chắc chắn rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian chịu đựng. Họ sẽ đi tìm hiểu về công ty, họ sẽ đến xem quy trình và họ xét rất là nhiều vấn đề. Khi mà họ đã tin rồi đó, thì họ sẽ sẵn sàng là đi đường dài với mình và giới thiệu giúp mình cho những người bạn mới. Câu chuyện thứ ba của chị cũng thật là xúc động. Như vậy là cái niềm tin cũng như là cái uy tín, và nó xuất phát từ cái sự chân thành của mỗi một con người trong kinh doanh, là một cái rất là quan trọng. Bên cạnh cái việc là chất lượng sản phẩm hay là đáp ứng yêu cầu, thì có lẽ là cái việc mà chị tích hợp và chị hiểu một cách rất là nhanh chóng về văn hóa của cái đất nước mà chị đang làm việc ấy, nó cũng là một cái cách để mà giúp cho mình thành công hơn, đúng không chị? Và em nghĩ là trong suốt chặng đường 32 năm kinh doanh thì vô cùng nhiều những các cái câu chuyện, những cái thăng trầm nó đã được diễn ra, có khi là nó mỗi ngày chứ nó không phải là theo năm tháng nữa. Không biết là ba cái câu chuyện vừa rồi thực sự nó xúc động lắm, nhưng mà chị có cái gì là chị cảm thấy là tâm đắc nhất sau tất cả những cái câu chuyện kinh doanh, những cái khó khăn hoặc là những cái nốt son mà chị đã gặt hái được? Mình có hai cái dự án mà mình nghĩ là có thể để đời lại cho thế hệ sau. Dạ. Cái dự án đầu tiên đó là cá tra giàu omega 3. Mình đã công bố nó vào ngày 26 tháng 9 2008. Và một cái dự án thứ hai đó, một cái dự án thứ hai nữa là cái dự án trồng và phát triển cây moringa tại Việt Nam. Trong cái quá trình mà mình làm những cái dự án này thì dĩ nhiên nó có những cái thăng trầm. Mà Thùy Anh biết đó, cái người phụ nữ nam làm kinh doanh là đã khó, cái người phụ nữ mà đi làm kinh doanh nó còn khó hơn. Thứ nhất là còn phải lo cho gia đình, cho con cái nữa. Cái ghế mà ở gia đình nó cũng rất là cực. Mình vẫn nhớ rằng là cái lúc mà mình có bầu á, cái thằng đầu tiên đó là 8 tháng rồi mà mình vẫn mang cái bụng bầu của mình á đi ra ngoài cảng. Ra tới nơi với anh hải quan hỏi có bà bầu đi đâu đây, nó ủa đi làm thủ tục hải quan á. Bà nói thôi lẹ lẹ đi bà, mà có đẻ ở đây là tôi cũng chết. Xong rồi là lại đuổi mình về, ví dụ vậy. Rồi khi mà mình sanh á, cái thằng thứ hai đó, mình có hai đứa con trai, sanh một cái thằng thứ hai á, thì chuẩn bị vô phòng mổ, sanh trước cái giờ mà chuẩn bị vô phòng mổ thì bên Hồng Kông ông chủ của công ty Gladmore, ông gọi điện sang, ông sổ luôn một tràng tiếng Hoa, ông cứ hỏi mình á là vì cái việc mà mua hàng quá, tại vì lúc đó mình còn đang cũng là một cái người mà đại diện để mà giao dịch ở bên này cho cái công ty Gladmore. Thế là 5 phút sau là đi vô phòng sanh, là mổ bắt con ra xong là khoảng 1 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng đồng hồ sau là mình tỉnh rồi đó. Là gọi thì lại hả chị? Là mình gọi lại. Thì lúc này mình mới gọi lại cho ổng, hồi nãy ông nói gì, tôi chuẩn bị đi vô phòng sanh rồi cho nên ông nói gì tôi cũng không có nghe. Bây giờ ông nói lại, ông nói mày sanh chưa? Nói là sanh rồi. Ông hỏi sanh con trai con gái, nói con trai. Ông hỏi rất là dễ thương thôi. Ông không có quan tâm gì đến chuyện làm ăn hết. Ông nói là sanh bao nhiêu ký. Lúc đó mình trong cái tinh thần cũng hơn ấy. Mình nói 8 ký. Ông nói mày sanh con heo à. Ông sanh con heo à. À nó xin lỗi là gần 8 pao. Phải không? Xong rồi nó lộn ra. Thế ông mới nói là thôi thôi bây giờ là lúc nãy mày, tao không biết là mày đi sanh. Còn bây giờ là theo như người qua tao biết là mày sanh xong là mày nói chuyện bằng ăn này nọ kia trong cái thời điểm này là nó không có được tốt cho sức khỏe. Thôi bây giờ gác cái chuyện làm ăn lại đi, rồi sau khi mày khỏe thời gian là khỏe xong rồi đó, bà khỏe xong rồi thì sẽ nói chuyện tiếp. Sau 2 tiếng đồng hồ sau khi sanh là mình đã phải nhận một cái cú điện thoại cho ở bên Hồng Kông để mà tiếp nhận cái thông tin, giải quyết công chuyện để mua hàng. Thì đó là những cái mà nó in sâu vào trong ký ức trong đầu mình, những cái cột mốc mà mình không thể nào quên được. Đấy là những cái khoảng lặng mà rất là đáng nhớ, đúng không chị? Đúng rồi. Sau 8 năm với cái dự án mà trồng và phát triển cây moringa ở Việt Nam đó, thì hiện tại là mình đang dẫn dắt
được rất là nhiều hộ nông dân, hơn hàng ngàn hộ nông dân đi đằng sau lưng mình để cải thiện đời sống, nhất là mình quan tâm đến các cái chị em phụ nữ, họ không có công ăn chuyện làm ở nhà đó. Thì vừa rồi thì quyển sách Cooking with Madame Tuyết Mai nó là một cái sự tổng kết cho một cái dự án mình muốn chia sẻ. Quyển sách này đây với ông chị. À đó, thì là mình muốn chia sẻ với mọi người. Đây cũng là một cái quyển sách tiếng Anh, trong đó mình có làm một số những cái món ăn, khoảng 80 món ăn của Việt Nam. Liên quan đến có liên quan cây... đến cây Moringa, cây chùm ngay. Bởi vì là cây Moringa nó rất là nhiều, cái lá chùm ngay nó rất là nhiều dinh dưỡng. Và cái dinh dưỡng quan trọng nhất là đặc biệt cái con cá tra đó, nó ẩn chứa được cái hàm lượng mà nó cao giống như ở Na Uy, ở đại dương đó, thì là anh nói đây là một cái dự án mà mình được tặng cái cúp Paris, cúp vàng ở Paris đó, về cái dự án này quá là tuyệt vời. Còn dự án Moringa đó thì mình cũng là đạt giải về đổi mới sáng tạo. Lúc đó là do World Bank tổ chức trong một cái cuộc thi hàng trăm cái dự án ở cái khu vực Mekong, và dự án trồng và phát triển cây Moringa ở Việt Nam cũng được giải đặc biệt, và chúng tôi cũng có thể đi tham dự và chia sẻ ở cái năm 2013 ở tại Nam Phi, chia sẻ với mọi các cái doanh nghiệp khác, hơn 600 doanh nhân từ các nước đổ về cho một cái Global Summit về Innovation. Em thấy rất là được truyền cảm hứng với cái dự án về cây Moringa của chị, bởi vì chị không chỉ là theo mệnh danh trong giới kinh doanh gọi chị là nữ hoàng của Moringa, thì chị không chỉ là người đưa cái hình ảnh của cây đó ra với thế giới, đưa những cái sản phẩm mà nó mang cái giá trị rất là cao về hàm lượng dinh dưỡng, về các acid amin, về những các cái dưỡng chất, thành những cái sản phẩm về đồ ăn uống, những cái món ăn tốt lành, tốt cho sức khỏe ra đến thế giới, và làm nổi lên cái thương hiệu của một người từ là, vừa là phụ nữ Việt Nam cũng như là cái ẩm thực đến từ Việt Nam. Đó không chỉ là cái câu chuyện về kinh doanh thành công, mà thực sự nó là một cái câu chuyện mà nó mang, đối với em nó mang cái ý nghĩa nhân văn và xã hội rất là nhiều. Bởi vì cái vấn đề về công ăn việc làm cho rất nhiều hộ dân, cái vấn đề về thay đổi, tái cấu trúc luôn nguyên cả một vùng, và xa hơn nữa nó sẽ là cái niềm cảm hứng cho rất là nhiều những người phụ nữ khác ở trong xã hội. Bởi vì một cái cây, một cái sản phẩm mình nghĩ là nó rất là thông thường, nhưng mà mình có thể làm nên tên tuổi từ là quốc gia cho đến cái tổ chức của mình. Và cái dự án thứ hai của chị là cái dự án mà cá tra, nó cũng là một cái niềm cảm hứng rất là lớn đối với cả tất cả mọi người trong xã hội, trong giới kinh doanh của chúng ta. Bởi vì lâu nay chúng ta chỉ biết đến là tinh dầu lược cá được chiết xuất từ cá hồi của Na Uy rất là quý giá như vậy, mà bây giờ trong cái con cá tra rất là phổ biến ở Việt Nam mà mình đã làm được cái điều này. Em thấy ở đây nó là cái niềm cảm hứng về cái sự vươn lên, cái sự phấn đấu. Bởi vậy là hôm nay chúng ta rất là sung sướng và thấy rất là hạnh phúc khi mà được mời đến trường quay một cái hình ảnh, một cái biểu tượng của một nàng thiên Nga vượt qua rất là nhiều những khó khăn, những khúc mắc trong cái cuộc sống này để mà liên tục gặt hái những thành công. Và chị là một cái hình ảnh nó gợi cái cảm hứng rất là lớn trong tất cả mọi người. Rất là biết ơn chị. Cảm ơn Thùy Anh. Mình nghĩ ở nhiều mọi góc cạnh thì người phụ nữ đang dần dần đóng góp rất là nhiều ở các cái khía cạnh kinh tế. Và chúng ta cũng cần phải có một cái sự hợp sức để làm sao mà cái việc mà bình đẳng giới trong gia đình, trong công ty và trong xã hội nó len lỏi đâu đó trong doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp mà thiết kế cái đội ngũ nữ lãnh đạo đó mà nó tương đối là cân bằng đối với nam giới thì mình chắc chắn rằng là trong cái chuyện mà vận hành công ty á, nó sẽ phải đi đến một cái là phát triển rất là bền vững. Thì thật sự là trong cái thời gian qua, một cái con thiên Nga đen của Covid-19 nó đang bao trùm cả về kinh tế, về xã hội của cả thế giới, nó đang bị đảo lộn một cách rất là bất ngờ. Thì ngay những cái lúc này đây, chúng ta cần phải có một cái chung một cái bàn tay, chung một cái suy nghĩ, một cái gì đó cho phụ nữ nói riêng và các cái doanh nghiệp nói chung, phát triển như thế nào, đi theo cái định hướng như thế nào để mà cùng nhau vượt qua được cái sự thay đổi mà nó nằm ở ngoài ý muốn của tất cả mọi người.
Em cũng cảm nhận được cái tấm lòng của chị đối với những người phụ nữ thông qua rất là nhiều những cái việc mà chị làm, là trong đại dịch Covid khi mà chị có thể trồng và bước chân vào trong cái lĩnh vực mới là cái sản phẩm đông trùng hạ thảo. Thì cái lô sản phẩm đầu tiên em thực sự là xúc động khi mà chị hồi hết tất cả đơn hàng của tất cả mọi người và gửi nó đến cho các bác sĩ tuyến đầu, thực sự là một cái sự đóng góp rất là lớn. Cũng như là chị đã tài trợ và đã hỗ trợ cho cái chương trình mà những người hoa hậu thi và tham gia, và chị đảm trách cái phần mà dinh dưỡng cũng như là cung cấp thức ăn. Thì không biết là em muốn chị chia sẻ là cái góc nhìn của chị khi mà chị tham gia rất là nhiều những cái hoạt động cho những người phụ nữ, vì những người phụ nữ, và thúc đẩy cái sự phát triển cũng như là giảm bớt cái vấn đề về bất bình đẳng đó, thì chị suy nghĩ như thế nào, chị cảm thấy như thế nào, và chị thực sự là hạnh phúc như thế nào khi mà làm những cái công việc này? Mình tham gia để mà nấu ăn một tuần lễ để chào đón 60 hoa hậu thế giới về Việt Nam thi ở Siêu Sen Hội An Resort. Thì là do chủ đầu tư ở đây họ tài trợ, còn mình chỉ là đóng vai cái là cái người cố vấn cho cái resort, và ở với cái vai trò là người sẽ chịu trách nhiệm về ẩm thực, về dinh dưỡng cho 60 cái hoa hậu. Khi mà họ về đây, mình đã đem hết cái tình cảm là trái tim của một người mẹ để mà làm ra những cái món ăn dinh dưỡng cho cái dàn hoa hậu, để mà họ đủ sức khỏe để mà họ thi thố trong cái vòng chung kết năm 2018. Và sau một tuần lễ đó, những món ăn dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho các cái cô hoa hậu đó, thì mình có được 60 đứa con gái khắp nơi trên thế giới với những cái contact và những cái ghi nhận. Và quyển sách này mình cũng được các cháu, các em mang về đất nước họ để mà truyền họ một cái cảm hứng. Bởi vì trong cái quyển sách mà mình viết á, mình không phải là đánh máy đâu, mà mình viết tay hoàn toàn quyển sách đó. Viết bằng tay, viết bằng tiếng Anh. Thì để cho các bạn có thể là nhớ đến ẩm thực của Việt Nam, đó là cũng là một cái cách quảng bá cho ẩm thực Việt Nam. Và không biết là chị có thể chia sẻ xem cái bí quyết nào khiến cho chị luôn luôn trẻ trung này, luôn luôn xinh đẹp, và em thì cảm nhận được cái nguồn năng lượng rất là nồng ấm từ chị. Cảm ơn Thùy Anh. Thật ra thì mình cũng công nhận là mình trẻ, mà ở trẻ, cái trẻ ở đây là trẻ ở cái suy nghĩ, trẻ tâm đúng không? Trẻ cái tâm. Thì khi mà tiếp xúc như vậy á, không có nghĩa là mình dạy ai cả, mà mình chỉ chia sẻ và học, mình ngồi mình lắng nghe người ta chia sẻ với mình và đặt ra những cái câu hỏi để cho người ta tự trả lời. Thì thật ra mình đang học ngược lại các bạn trẻ. Mình học rất là nhiều, học được cái tính năng động trẻ trung. Mỗi lần mà mình ngồi giám khảo, cái này là thuốc thật luôn đó, là thí dụ như hỏi về vấn đề về branding, thương hiệu, về marketing, thì bản thân mình là một kỹ sư về hóa thực phẩm, mình lại phải là đi học từ trong những cái cuốn sách ra, rồi những cái cuốn mà review của Harvard á, là sau này mình cũng đọc được đó, là mình không có thể nào có thể là cấp sách đến trường được nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng những cái khóa học mà mình update cho mình, để khi mình đối diện với các bạn trẻ đó, các bạn trẻ hỏi mình một câu, mình còn phải biết trả lời với các bạn đó là cái câu đó như thế nào nữa, khi mà mình ngồi trên giám khảo và đặt ngược trở lại là mình cũng không có mình hiểu được, mà mình hỏi lại các bạn để mà chúng ta cùng trao đổi với nhau, đó cũng là một phương án. Và cách thứ hai nữa là thực sự mà nói là Tuyết Mai rất thích về nghệ thuật. Suy nghĩ của mình nha, người phụ nữ mà từ trong gia đình cho tới trong công việc, trong ty, trong xã hội, mình thích sự chỉnh chu. Mình rất là thích sự chỉnh chu. Và cái đam mê của mình á, là sau những cái buổi mà mình làm việc ở trong công ty hoặc là công việc ra, thì về nhà đó là mình nghe nhạc nè, đọc sách nè và nấu ăn. Đó là ba cái đam mê mà mình rất là thích. Mình rất là thích thiết kế, cho nên là mỗi lần mà cái phòng thiết kế của công ty là làm việc là mình đứng đằng sau lưng đó, là phải màu xanh màu đỏ này, là đổi qua đổi lại thế vậy. Thì nó lâu lâu ngày nó cho mình một cái cân bằng trở lại, cân bằng giống như là bán cầu não trái với bán cầu não phải, nó được cân bằng với nhau, thì mình cảm thấy mọi thứ đối với mình á là nó cũng nhẹ nhàng hơn. Mặt khác á, cái quan trọng nhất là những cái dự án mình đi, những cái mà mình đang dẫn dắt, đó là ước mơ của mình. Và
khi mà mình đeo đuổi, mình đam mê một cái ước mơ đó, mình muốn thay đổi một cái gì đó, đóng góp cho cộng đồng, thì tự nhiên mình rất là cảm thấy rất là thích thú và mình không có áp lực trong công việc. Rất là cảm ơn chị Tuyết Mai đã tới và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là chúng ta đang được ngồi giao lưu với một người phụ nữ vượt qua rất nhiều khó khăn, cơ cực từ tấm bé để mà làm kinh doanh. Và những bài học mà chị học đâu đó trên cái chặng đường đấy, nó lại trở thành tình yêu thương, nó lại trở thành cái sự cho đi và chia sẻ với tất cả cộng đồng chúng ta. Đó thực sự là một cái điều đáng quý. Và đó cũng là cái thông điệp mà gửi đến chương trình, gửi đến quý khán giả. Mỗi người phụ nữ, chúng ta hãy vượt qua những khó khăn, những thách thức của bản thân mình để chúng ta thành công hơn và có cái cuộc sống. Và ở đây khi mà chúng ta đã được tiếp cận với chị Tuyết Mai, đã được nhìn nhận về một cái tấm gương như thế này, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để mà bước tiếp trên cái con đường sắp tới. Cảm ơn chị đã tới và mang những bài học vô cùng giá trị dành cho chương trình. Cảm ơn Thùy Anh, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Có một cái câu nói kết mà mình muốn chia sẻ. Câu nói này không phải của mình, nhưng mà mình cũng đã viết nó vào trong cuốn sách. Khi mà kết cái cuốn sách lại, cái người phụ nữ ví như một cái túi trà, bạn sẽ không hiểu là họ sẽ mạnh mẽ, họ sẽ tỏa hương đến giường nào khi cái túi trà đã được bỏ vào trong hương nóng. Xin cảm ơn. Vậy thì hãy đến cùng chúng tôi để trải nghiệm và tận hưởng cái hương vị trà đó. Và mỗi một cái hương vị trà nó sẽ là khác nhau. Mỗi một người phụ nữ trong xã hội của chúng ta sẽ có những cái phiên bản xuất sắc cho chính bản thân mình. Chúc tất cả quý vị chúng ta gặp thật nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn. Mai trắng mùa đông. Cánh mai trắng muốt mỏng manh, giọt nắng thắp sáng trên cành mùa đông, bão lạnh gió rét trên đồng, kiên cường bản lĩnh bông hồng nở hoa, niềm tin mang lại kết quả, tình thương mang lại an hòa tự thân, vượt trên gai góc số phận, vượt qua gió bão chân trần tự do.